Hi guys and welcome to my lesson. My name is Hương. Nice to meet you today. Chào mừng các em đã đến với chương trình ôn tập kiến thức trên truyền hình dành cho học sinh khối 9 bộ môn tiếng Anh. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Dương Thị Hương, giáo viên tiếng Anh đến từ trường Trung học cơ sở Phú Lương, huyện Quế Võ sẽ đồng hành cùng với các em trong buổi học ngày hôm nay. Các em thân mến, ở những buổi học trước thì chúng ta đã được ôn tập lại chuyên đề mệnh đề trạng ngữ và ngày hôm nay thì cô sẽ đồng hành cùng với các em trong cái chuyên đề mới, đó là chuyên đề articles. Mạo từ trong tiếng Anh. Bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ gồm có 3 phần. Phần thứ nhất, Definition and Positions. Chúng ta sẽ ôn tập lại cái định nghĩa thế nào là mạo từ và vị trí của mạo từ ra sao. Phần thứ hai, Uses. Chúng ta sẽ cùng ôn lại các cách sử dụng của từng nhóm mạo từ. Và phần thứ ba, để củng cố lại toàn bộ lượng kiến thức trước đó thì chúng ta sẽ cùng đi làm bài tập và giải quyết một số các câu hỏi trong đề thi vào cấp 3 vừa rồi. Các em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta vào bài học nhé. Phần đầu tiên, Definition and Positions. Trước tiên, cô mời các em hãy hướng lên màn hình và chúng ta sẽ cùng phân tích một số các ví dụ sau. Number 1. My sister has a cat. Number 2. I bought an interesting book yesterday. Number 3. Neil Armstrong landed on the moon in 1969. Number 4. I go to school by bus every day. Các em có thể dễ dàng nhận thấy mạo từ ở đây đã được cô in đậm bằng màu chữ màu vàng, đó là a, an, the. Chúng ta sẽ cùng phân tích từng câu một nhé. Câu số 1. My sister has a cat. Chị gái của tôi có một con mèo. Vậy thông tin ở đây đưa ra là với mục đích là để cô giới thiệu con mèo là vật thể chưa xác định. Tương tự, câu số 2. I bought an interesting book yesterday. Tôi đã mua một cuốn sách rất hay vào ngày hôm qua. Và cũng tương tự giống với câu số 1 thì thông tin của cô đưa ra với mục đích ở đây là giới thiệu về một cuốn sách. Và cuốn sách này vẫn chưa xác định. Câu số 3. Neil Armstrong landed on the moon in 1969. Neil Armstrong đặt chân lên mặt trăng vào năm 1969. Và mạo từ đây cô sử dụng là the với danh từ là the moon. The moon có nghĩa là mặt trăng. Đây là một vật thể đã xác định. Bởi vì đó là vệ tinh quay quanh trái đất của chúng ta. Câu số 4. I go to school by bus every day. Tôi đi học bằng xe buýt hàng ngày. Và cụm từ cô dùng ở đây là go to school. Cô sử dụng mạo từ rỗng, mạo từ zero. Vậy, thông qua 4 ví dụ trên, các em có thể tự đưa ra cho mình được định nghĩa thế nào là mạo từ không? Vậy định nghĩa mạo từ là gì? Mạo từ là từ đứng trước các danh từ và cho chúng ta biết danh từ ấy nói đến một đối tượng không xác định hay là xác định. Và cụ thể ở 4 ví dụ trên, câu số 1, a cat, câu số 2, an interesting book là những danh từ chưa xác định. Câu số 3, the moon là danh từ xác định. Và câu số 4, go to school là cô sử dụng cụm từ đến trường. Và dựa vào cái phần định nghĩa thì cô phân loại nhóm mạo từ như sau. Có 3 nhóm mạo từ. Nhóm thứ nhất là indefinite article, mạo từ không xác định bao gồm có a và an. Nhóm thứ hai, definite article, mạo từ xác định the. Và nhóm cuối cùng, zero article, tức là mạo từ zero và được ký hiệu là tập hợp rỗng hoặc là chữ cái x. Chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo, đó là vị trí của mạo từ. Vậy cũng dựa vào 4 ví dụ trên, chúng ta có thể thấy vị trí của mạo từ đứng trước các danh từ đơn, ví dụ như là a cat hoặc là the cat, a book hoặc là the book. Ngoài ra, mạo từ còn đứng trước các cụm danh từ, và cụm danh từ được tạo thành bởi một tính từ và một danh từ. Cô lấy ví dụ, an interesting book, thì chúng ta có book là danh từ, và cụm danh từ ở đây là interesting book. Và tiếp theo, cô mời các bạn chúng ta sẽ xét đến một ví dụ sau. Đó là một đoạn hội thoại giữa một bạn nam và một bạn nữ. Chúng ta sẽ cùng xem họ nói về cái gì nhé. What did you do last night? I watched a movie. Wow, was it interesting? Yes, it was. I really loved the movie.
Các em có thể nhận thấy là trong câu trả lời của bạn nữ với cùng một danh từ, bạn sử dụng hai mạo từ, đó là a movie và the movie. Vậy khi nào chúng ta sử dụng mạo từ a movie và khi nào sử dụng mạo từ the movie? Hay nói cách khác là cách sử dụng của từng nhóm mạo từ này ra sao? Chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo, đó là cách sử dụng uses. Chúng ta sẽ đến với nhóm mạo từ đầu tiên, indefinite article, mạo từ không xác định a và an. Như chúng ta đã biết thì a và an nó đồng nghĩa với từ one, có nghĩa là số 1. Và mạo từ a và an sẽ đứng trước một danh từ là số ít, không xác định, nghĩa là danh từ này được nhắc tới lần đầu tiên. Cô lấy ví dụ, I live in a small house. Tôi sống ở một ngôi nhà nhỏ. Vậy cái thông tin đưa ra của cô là một ngôi nhà nhỏ. Và đây là danh từ được nhắc tới lần đầu tiên, do vậy cô sử dụng mạo từ là a. Trường hợp số 2, mạo từ a và an còn đứng trước các danh từ chỉ nghề nghiệp. Cô lấy ví dụ, I am a teacher, hoặc là you are a student. Vậy từ teacher và từ student đây là các danh từ chỉ nghề nghiệp. Do vậy cô sẽ sử dụng mạo từ là a teacher và a student. Trường hợp tiếp theo, mạo từ a và an còn đứng trước các từ hoặc là cụm từ chỉ lượng. Cô lấy ví dụ, a pair of, một đôi, a thousand, một nghìn, a little, một ít, a few, một vài. Và trường hợp cuối cùng là mạo từ a và an còn đứng trước các cụm danh từ trong câu cảm thán. Và cụ thể ở đây là cô sử dụng câu cảm thán với từ what theo cấu trúc what cộng với a hoặc an cộng với danh từ và cộng với một tính từ. Cô lấy ví dụ, what an intelligent girl, cô gái đó mới thông minh làm sao, hoặc là what a nice hat, chiếc mũ đó đẹp quá. Vậy thì giữa mạo từ a và an có hoàn toàn giống nhau hay không? Và câu trả lời là gì? Đương nhiên là khác nhau rồi. Chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo, phân biệt giữa a và an. Chúng ta sử dụng mạo từ an đứng trước các danh từ được bắt đầu bằng các nguyên âm. Và thông thường thì các nguyên âm này trong tiếng Anh được biểu thị bởi các chữ cái A, E, I, O, U. Và để dễ dàng ghi nhớ thì chúng ta có thể sắp xếp theo tiếng Việt, đó là âm uể oải. Cô lấy ví dụ, an apple, an orange, an ice. Tiếp theo, chúng ta sử dụng mạo từ a đứng trước các danh từ được bắt đầu bằng các phụ âm. Cô lấy ví dụ như phụ âm b, c, d, vân vân. Cô lấy ví dụ, chúng ta có từ a bird, a tree, a house. Bên cạnh đó thì các em cũng cần lưu ý một số các trường hợp sau. Chúng ta hãy xét các cặp ví dụ sau. Chúng ta có hai nhóm danh từ. Nhóm danh từ đầu tiên, umbrella và unit, cùng viết bằng chữ cái U. Tuy nhiên, chữ U trong chữ umbrella được phát âm là O, nó là một nguyên âm. Do vậy, chúng ta sử dụng mạo từ ở đây là an umbrella. Tuy nhiên, chữ U trong chữ unit, nó là một bán nguyên âm và được coi như là một phụ âm. Vì vậy, chúng ta sẽ có là a unit. Tương tự như vậy, an SOS, chữ S được phát âm là S, nó là một nguyên âm. Do vậy, chúng ta sẽ sử dụng là an SOS. Còn chữ S trong chữ song được phát âm là một phụ âm. Do vậy, chúng ta sẽ có là a song. Và cuối cùng, chữ H trong chữ hour là âm câm. Do vậy, chúng ta sẽ có là an hour. Và chữ H trong chữ horse là một phụ âm được phát âm là do vậy, chúng ta sẽ có là a horse. Chính vì vậy, việc sử dụng a hay an nó dựa vào âm chứ không phải dựa vào các chữ cái đầu tiên của một từ. Các em lưu ý nhé. Chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Đó là mạo từ xác định definite article, mạo từ the. Mạo từ the đứng trước một danh từ xác định, nghĩa là danh từ này được nhắc tới lần thứ hai hoặc là nói tới một đối tượng mà cả người nói và người nghe đều hiểu. Cô lấy ví dụ, I see a dog. The dog is chasing a cat. Với danh từ là dog, lần đầu tiên được nhắc tới, cô sử dụng mạo từ là a dog. Tuy nhiên, đến câu thứ hai, danh từ dog được lặp lại, do vậy cô sử dụng là the dog. Và tương tự như vậy, cô sẽ có mạo từ là the cat. Ví dụ số 2, did you lock the car?
bạn đã khóa chiếc ô tô đó chưa? Câu này dùng khi nào? Khi mà cả người nói và người nghe đều biết được là họ đang nói về chiếc xe hơi nào. Chính vì vậy mà mạo từ cô sử dụng đây chính là mạo từ the. Trường hợp tiếp theo, mạo từ the còn đứng trước các danh từ chỉ sự vật được coi là duy nhất. Cô lấy ví dụ: the sun, the moon hoặc là the earth. Trường hợp số 3, mạo từ the còn đứng trước các danh từ chỉ tên quốc gia có nhiều bang, vùng hoặc là lãnh thổ. Cô lấy ví dụ: Liên bang Mỹ chúng ta có là the USA, Vương quốc Anh the UK hoặc là quốc gia Philippines chúng ta sẽ có là the Philippines. Trường hợp tiếp theo, mạo từ the còn đứng trước các danh từ chỉ phương hướng hoặc các tính từ chỉ thứ tự. Cô lấy ví dụ, chúng ta có the West, phương Tây, the South, phương Nam, the Left, bên tay trái, the Right, bên tay phải. Hoặc các tính từ chỉ thứ tự như là the first, the second hoặc là the last. Trường hợp số 5, mạo từ the còn đứng trước các danh từ chỉ tên đảo, sa mạc, sông, biển hoặc là đại dương. Cô lấy ví dụ, sông Hồng, the Red River, Thái Bình Dương, the Pacific Ocean. Trường hợp số 6, mạo từ the còn đứng trước tên các danh từ chỉ dụng cụ âm nhạc, ví dụ như là piano, guitar. Cô lấy ví dụ, he learns how to play the piano. Trường hợp số 7, mạo từ the còn dùng trong cấu trúc câu nhấn mạnh theo công thức là the cộng với danh từ, cộng với một cụm giới từ hoặc là một mệnh đề quan hệ. Khi người nói muốn xác định họ đang nói về cái gì hoặc là đang nói về ai. Cô lấy ví dụ, the book on the table is mine. Cái cuốn sách mà ở trên bàn đó là của tôi. Tức là người nói muốn nhấn mạnh là cuốn sách ở trên bàn, chứ không phải cuốn sách ở trên giá hoặc là ở trong cặp. Câu số 2, the man whom she met is very rich. Người đàn ông, người mà cô ấy gặp rất là giàu. Tức là người đàn ông giàu là người đàn ông cô ấy đã từng gặp đó, để phân biệt với những người khác. Trường hợp tiếp theo, mạo từ the còn đứng trước các danh từ chỉ quốc tịch, các tính từ hoặc là tên họ ở dạng số nhiều. Khi đó thì đại diện cho cả một lớp người, một thế hệ, một dân tộc hoặc là cả một dòng tộc. Cô lấy ví dụ, the Vietnamese, dân tộc Việt Nam, the rich, những người giàu, the poor, những người nghèo hoặc là the Smiths, gia đình nhà ông Smith. Cam lưu ý, nếu cụm từ the cộng với quốc tịch hoặc tính từ hoặc tên họ ở dạng số nhiều đứng đầu câu làm chủ ngữ, thì động từ phải được chia theo dạng danh từ ngôi thứ ba số nhiều. Cô lấy ví dụ, the Smiths work very hard. Gia đình nhà ông Smith làm việc rất chăm chỉ. Câu số 2, the Vietnamese are very hospitable. Người Việt Nam rất mến khách. The Smiths và the Vietnamese là dạng danh từ theo ngôi thứ ba số nhiều. Do vậy, động từ phải chia là work và to be ở câu số 2 chia là are. Các em lưu ý nhé. Trường hợp tiếp theo, mạo từ the đứng trước các danh từ chỉ các buổi trong ngày như là buổi sáng, buổi chiều, buổi tối. In the morning, he learns maths. Chúng ta có mạo từ là the. Và trường hợp cuối cùng, mạo từ the còn đứng trước các tính từ hoặc là trạng từ trong câu so sánh hơn nhất. Cô lấy ví dụ, the most beautiful hoặc là the biggest. Ví dụ, Bắc Ninh is the smallest province in Vietnam. Với mạo từ the, cô có một cái lưu ý nhỏ nhỏ đối với các bạn, đó chính là cái cách đọc mạo từ. Như chúng ta có thể thấy là mạo từ the, cô đã đọc thành hai cách. Chúng ta đọc là mạo từ là the, khi mạo từ này đứng trước các từ được bắt đầu bằng các nguyên âm. Cô lấy ví dụ, the apple, the ice, the umbrella. Và thế nào là nguyên âm thì cô đã giải thích cho các em ở cái phần mạo từ a và an trước đó rồi. Và mạo từ này sẽ được đọc là the, khi nó đứng trước một danh từ được bắt đầu bằng các phụ âm. Cô lấy ví dụ, chúng ta sẽ có là the table, the garden hoặc là the car. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang cách sử dụng của mạo từ euro.
Mạo từ zero đứng trước các danh từ là số nhiều hoặc là danh từ không đếm được, dùng theo nghĩa chung chung. Cô lấy ví dụ: passwords protect our personal information, mật khẩu bảo vệ các thông tin cá nhân của chúng ta. Hoặc ví dụ số 2, I like cats. Vậy thì danh từ của cô là passwords và cats ở đây là danh từ mang nghĩa chung, mật khẩu và loài mèo nói chung. Trường hợp số 2, mạo từ zero còn đứng trước các danh từ chỉ tên các bữa ăn, ngày, tháng, mùa hoặc là các dịp đặc biệt trong năm. Cô lấy ví dụ, I visit my relatives on New Year's Day. Tôi đi thăm hàng xóm vào dịp đầu năm mới. Hoặc là I often have dinner at 7 p.m. Tôi thường ăn tối vào lúc 7 giờ. Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn miêu tả chi tiết một bữa ăn nào đó thì chúng ta phải dùng mạo từ ở đằng trước. Cô lấy ví dụ, I had a delicious dinner with my friends. Tôi đã có một bữa ăn rất ngon miệng với bạn bè của tôi. Vậy khi đó cô muốn miêu tả về chi tiết một bữa ăn cụ thể nào đó. Trường hợp tiếp theo, mạo từ zero còn đứng trước các danh từ chỉ các môn thể thao hay tên các phương tiện đi lại theo cấu trúc là by cộng với lại tên phương tiện. Cô lấy ví dụ, I often play football in summer. Tôi thường chơi bóng đá vào mùa hè. Hoặc câu số 2, he went to Hạ Long Bay by car. Vậy thì danh từ football là môn thể thao, summer là từ chỉ về thời gian và car trong cấu trúc là by car, tức là chỉ phương tiện, chúng ta sẽ sử dụng mạo từ zero đứng trước. Trường hợp số 4, mạo từ zero còn đứng trước các danh từ chỉ hầu hết tên địa lý, tên quốc gia, địa danh hoặc là tên hồ. Cô lấy ví dụ, Việt Nam, Thailand, London hay là Ba Bể Lake là những danh từ chỉ tên quốc gia, tên thành phố. Thì chúng ta sẽ sử dụng mạo từ zero đứng ở đằng trước. Và trường hợp cuối cùng thì mạo từ zero còn đứng trước các danh từ chỉ nơi chốn như là hospital, church, prison, school, college hoặc là university. Cô lấy ví dụ, I go to school by bus. Thì từ school cô sẽ sử dụng mạo từ zero. Tuy nhiên thì có một số trường hợp vẫn dùng the đứng trước nơi chốn. Mời các em xét hai ví dụ sau. I go to school by bus. Và câu số 2. My parents go to the school to meet my teacher. Vậy thì sự khác nhau giữa go to school ở câu số 1 và go to the school ở câu số 2 như thế nào? Chúng ta sẽ phân tích nhé. Ở câu số 1 có nghĩa là tôi đi học bằng xe buýt, nghĩa là tôi đi học với mục đích là để học. Còn đối với câu số 2, go to the school là đến trường với mục đích khác, không phải để học. Và cụ thể trong ví dụ này có nghĩa là bố mẹ của tôi đến trường để gặp giáo viên của tôi, có nghĩa là không phải mục đích để học. Các em thân mến, trên đây là cô đã cùng với các em phân tích các cách sử dụng của từng nhóm mạo từ trong tiếng Anh. Và để giúp các em ghi nhớ khắc sâu hơn, chúng ta sẽ cùng nhau đi chữa một số các dạng bài tập liên quan tới mạo từ. Chúng ta chuyển đến phần tiếp theo. Với dạng bài tập thứ nhất, đây là dạng bài tập trắc nghiệm mà chúng ta rất là hay gặp trong các đề thi. Vậy đối với cái dạng bài tập này, phương pháp làm là chúng ta sẽ bám vào cái danh từ hoặc cụm danh từ đứng ngay sau mạo từ cần điền. Chúng ta sẽ cùng phân tích nhé. Câu số 1, she has read interesting book. Câu này có nghĩa là cô ấy đã đọc một cuốn sách rất là hay. Vậy đây là thông tin dùng để giới thiệu, cho nên chúng ta sẽ sử dụng mạo từ là an. Câu số 2. Please turn off lights when you leave room. Làm ơn tắt hết bóng đèn khi bạn ra khỏi phòng nhé. Với cái tình huống này thì nghĩa là cả người nói và người nghe chúng ta đều biết được là cái căn phòng đó là căn phòng nào và những cái bóng đèn đó là ở vị trí nào rồi. Chính vì vậy mà mạo từ sử dụng của cô ở đây sẽ phải là mạo từ the lights và the room. Do vậy, đáp án đúng ở đây chính là đáp án A. Câu số 3. We are looking for people with experience. Chúng tôi đang tìm kiếm những người có kinh nghiệm. Với danh từ experience là một danh từ không đếm được. Do vậy, mạo từ sử dụng của cô không thể nào là đáp án B và đáp án C được. Và nó là danh từ không đếm được, mang nghĩa chung chung, người có kinh nghiệm. Do vậy, chúng ta có thể loại được đáp án A.
Và đáp án đúng cho câu này chính là đáp án D, zero. Câu số 4. Like many women, she loves parties and gifts. Rất giống nhiều những phụ nữ khác thì cô ấy thích tiệc tùng và các món quà tặng. Và danh từ của cô là parties and gifts là danh từ số nhiều. Do vậy chúng ta có thể loại trừ được phương án A là do đáp án thứ hai là ơ, đáp án B là mạo từ ơ đứng đầu và đáp án C là cả hai mạo từ ơ ở hai chỗ trống. Do vậy đáp án ở đây chính là đáp án D. Hoặc chúng ta có thể giải thích theo cách khác là gifts và parties ở đây là những danh từ chung chung. Do vậy mạo từ sử dụng sẽ là mạo từ yellow. Câu số 5. She goes to hospital to visit him every day. Cô ấy đến bệnh viện để thăm anh ấy hàng ngày. Với danh từ là hospital, chúng ta có hai cách dùng mạo từ. Một là go to hospital hoặc là go to the hospital. Và sự khác nhau giữa go to hospital và go to the hospital cô đã phân tích ở bên trên. Câu này có nghĩa là cô ấy đến bệnh viện để thăm anh ấy hàng ngày. Vậy có nghĩa là cô ấy đến bệnh viện không với mục đích là để chữa bệnh. Do vậy, chúng ta phải dùng mạo từ là the. Đáp án đúng ở đây là đáp án A. Tiếp theo, câu số 6. Đây là câu hỏi số 28 trong đề thi vào Trung học Phổ thông năm 2015-2016. Malaysia is world's biggest producer of palm oil. Và có thể nhận thấy trong câu này có sử dụng tính từ so sánh hơn nhất đó là biggest. Do vậy mạo từ ở đây sẽ là mạo từ the và đáp án đúng sẽ là đáp án C. Câu số 7. Đây là câu hỏi số 23 trong đề thi vào lớp 10 năm học 2016-2017. He lives with his parents in their culture house in Liverpool where his father is bus driver. Danh từ ở đây là bus driver, có nghĩa là người lái xe buýt. Nó là một danh từ chỉ nghề nghiệp, do vậy mạo từ của cô sử dụng đây sẽ là mạo từ ở và đáp án đúng là đáp án B. Câu hỏi số 8. Đây là câu hỏi số 23 trong đề thi vào Trung học Phổ thông năm học 2019-2020. Parking is very difficult in city center, so my father always goes there by bus. Chúng ta có thể sử dụng phương án loại trừ. Câu số 8 dễ dàng nhận thấy với cái danh từ ở đằng sau là từ bus, nó là dạng từ chỉ phương tiện, theo cấu trúc là by cộng với lại tên phương tiện. Do vậy chúng ta sẽ sử dụng mạo từ euro ở phần ở vế thứ hai. Do vậy đáp án B và đáp án C chúng ta có thể loại bỏ được ngay từ đầu rồi. Tiếp theo, câu này có nghĩa là đỗ xe rất là khó khăn ở trung tâm thành phố. Vậy thì danh từ city center nó sẽ là một danh từ xác định. Do vậy đáp án đúng trong câu hỏi số 8 sẽ là đáp án A. Chúng ta sẽ chuyển sang dạng bài tập tiếp theo. Đó là dạng bài tập điền mạo từ vào ô trống. Với cái dạng bài tập này thì chúng ta phương pháp làm là chúng ta sẽ bám vào danh từ hoặc là cụm danh từ đứng ngay sau nó. Cô sẽ phân tích câu số 1 cùng với các em. Câu số 1. This morning I bought newspaper and magazine. Newspaper is in my bag, but I don't know where I put magazine. Vậy có thể dễ dàng nhận thấy các danh từ của cô sử dụng đây là newspaper và magazine. Với câu số 1, ý thứ nhất, từ newspaper và magazine là những danh từ lần đầu tiên được nhắc tới. Do vậy, cô sẽ sử dụng mạo từ là a newspaper và a magazine. Và ở vế thứ hai, từ newspaper và từ magazine lặp lại. Do vậy, cô sẽ sử dụng mạo từ là the trong hai ô trống còn lại. Với cái phương pháp lập luận như vậy thì chúng ta đã chuyển sang câu số 2. I saw accident this morning. Car crashed into tree. Driver wasn't hurt, but car was badly damaged. Câu số 2 có nghĩa là tôi đã nhìn thấy một vụ tai nạn sáng nay. Chiếc xe hơi đã đâm vào một cái cây. Người lái xe không bị thương, nhưng chiếc xe hơi đã bị hư hỏng nặng. Ở câu số 2 này, do danh từ accident của cô là danh từ chưa xác định, do vậy cô sẽ sử dụng mạo từ là an. Tiếp theo, car, chiếc xe hơi này là chiếc xe hơi trong vụ tai nạn đó, do vậy chiếc xe hơi sẽ là danh từ xác định. Cô sẽ sử dụng mạo từ là the car crashed into a tree, do cái cây này là chưa xác định. Tiếp theo, người lái xe
cũng là người lái xe của vụ tai nạn đó, chúng ta sẽ có mạo từ là the driver. Và cuối cùng chúng ta sẽ có là the car. Ở câu số 3, there are two cars parked outside, blue one and gray one. Blue one belongs to my neighbors. Có hai chiếc xe hơi đỗ ở ngoài kia, chiếc màu xanh và chiếc màu xám. Chiếc màu xanh thì của hàng xóm nhà tôi. Vậy câu số 3 với cụm danh từ là blue one và gray one là danh từ chưa xác định. Do vậy cô sẽ là dùng là a blue one and a gray one. Ở vế thứ hai, do cụm từ blue one được lặp lại, do vậy cô sẽ sử dụng là the blue one. Câu số 4. My friends live in a house in small village. There is beautiful garden behind house. Những người bạn của tôi sống ở một ngôi nhà cũ trong một ngôi làng nhỏ. Có một mảnh vườn rất đẹp ở đằng sau ngôi nhà. Với cụm danh từ old house lần đầu tiên được nói đến thì cô sẽ sử dụng mạo từ là an old house. Và tiếp theo, một ngôi làng nhỏ chúng ta sẽ sử dụng mạo từ là a small village. Tiếp theo, có một mảnh vườn và danh từ mảnh vườn cũng là danh từ được nhắc tới lần đầu tiên. Cô sẽ dùng mạo từ là a beautiful garden. Và cuối cùng là ngôi nhà đã được lặp lại. Cô sẽ sử dụng mạo từ là the house. Chúng ta sẽ chuyển sang dạng bài tập thứ 3. Đó là dạng bài tập tìm và chữa lỗi sai. Các em lưu ý là trong phạm vi của bài học ngày hôm nay thì lỗi sai sẽ chỉ gói gọn ở trong cách sử dụng mạo từ. Chúng ta sẽ cùng phân tích. Câu số 1. We spent little time in Paris seeing some of the sights. Chúng tôi đã dành rất ít thời gian ở Paris để ngắm cảnh đẹp. Có thể dễ dàng nhận thấy từ little, nó là từ chỉ lượng, cho nên lỗi sai ở đây sẽ là ở từ little. Và chúng ta sẽ chữa là a little. Câu số 2. We are working for the cleaner environment. Chúng tôi làm việc cho một môi trường sạch hơn. Và cái cụm danh từ cleaner environment là cụm danh từ chưa xác định. Do vậy, lỗi sai ở đây chính là mạo từ the. Và sửa là chúng ta biến đổi the thành là mạo từ a. Chúng ta đến với câu số 3. The tourists flock to this island every summer. Hàng năm thì du khách đổ xô tới hòn đảo này. Vậy thì danh từ của cô ở đây là tourist mang nghĩa chung chung. Do vậy, lỗi sai ở đây là the và chúng ta sẽ biến đổi thành là mạo từ euro. Câu số 4. My cousin took a part in the London Marathon. Anh họ của tôi đã tham gia vào cuộc chạy đua marathon ở London. Các em lưu ý là cụm từ took part in có nghĩa là tham gia và chúng ta sử dụng mạo từ euro ở trong cụm động từ này. Chúng ta có là took part in. Tiếp theo, câu số 5. The sun sets in west. Danh từ cô dùng đây là từ west. Nó là phương Tây. Do vậy, nó là danh từ chỉ phương hướng. Chúng ta phải sử dụng mạo từ là the west. Câu số 6. Young don't have much free time to enjoy their childhoods nowadays. Ngày nay thì thế hệ trẻ không có nhiều thời gian rảnh rỗi để có thể hưởng thụ được thời niên thiếu của họ. Với tính từ young đứng ở đầu câu đại diện cho cả một thế hệ, câu này có nghĩa là thế hệ trẻ, thì lỗi dùng từ đây chính là mạo từ young. Chúng ta phải biến đổi thành là the young. Câu số 7. Unfortunately, fewer people came to a festival than last year. Thật là không may mắn, có quá ít người tham gia vào lễ hội so với lại năm ngoái. Trong câu số 7 thì sử dụng câu so sánh là fewer, có nghĩa là họ đang so sánh lượng người đến lễ hội năm nay với năm ngoái. Do vậy, danh từ festival nó là danh từ đã xác định. Do vậy, lỗi sai ở đây chính là mạo từ a và chúng ta sẽ phải chuyển thành là the. Câu số 8. It is believed that a university education will lead to a well-paid job. Ở câu số 8, cụm danh từ cô sử dụng là university education được bắt đầu bằng một nguyên âm. Tuy nhiên, chữ U trong chữ university là một bán nguyên âm, được coi là một phụ âm. Do vậy, chúng ta phải sửa an thành là a. Để luyện tập thêm thì về nhà, cô yêu cầu các em làm hai bài tập sau. Bài tập thứ nhất là điền mạo từ a, an, the hoặc là mạo từ euro.
Bài tập này cô lấy ở trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 9 ở tập 2 bài số 8 trang 23. Và bài tập số 2 trong sách bài tập vẫn ở unit số 8 trang số 14. Các em thân mến, vừa rồi cô trò chúng ta đã cùng nhau ôn lại chuyên đề về mạo từ trong tiếng Anh, định nghĩa, vị trí cũng như là cách sử dụng của từng nhóm mạo từ trong tiếng Anh. Cô hy vọng rằng qua bài học ngày hôm nay sẽ phần nào giúp các em bổ sung thêm kiến thức và tự tin hơn trong các kỳ thi sắp tới. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau. Goodbye and see you later.